Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way Too Weird Movie. Vậy là một ngày chủ nhật nữa lại đến rồi và chuyên mục meme trong phim đã quay trở lại rồi đây. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với meme trong phim thì đây là nơi chúng ta sẽ tìm hiểu về nguồn gốc cũng như là ý nghĩa của những bộ meme phải gọi là huyền thoại trong làng điện ảnh và hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những giờ phút giải trí thoải mái cùng với một tinh thần phấn chấn và vui vẻ. Không dài dòng thêm nữa, các bạn hãy ngồi ngay ngắn một chỗ, chuẩn bị cho mình một phần bỏng ngô cỡ nhỏ và một bình oxy cỡ lớn để bắt đầu ngay số thứ 5 của chuyên mục meme trong phim nhé. Let's go! Để bắt đầu video ngày hôm nay, tại sao chúng ta không bắt đầu với một bộ phim mà hoạt hình, nhẹ nhàng, vui tươi nhỉ? Mỗi khi mà nhắc đến bộ phim hoạt hình mà sở hữu cho mình nội dung đặc sắc cũng như là phần hình ảnh tuyệt vời thì có lẽ là cái tên Pixar là sẽ là hãng phim nảy ngay trong đầu các bạn. Có phải không nào? Tuy nhiên thì bên cạnh Pixar thì có một hãng phim hoạt hình khác vẫn luôn nỗ lực hết mình để đem đến cho người xem những bộ phim vô cùng độc đáo, thú vị cũng như là không kém phần giải trí nữa. Vâng, thưa các bạn, hãng phim mà chúng tôi đang nói đến chính là DreamWorks. Trong suốt vòng đời của mình thì DreamWorks đã cho ra mắt những tác phẩm vô cùng giải trí, hướng đến nhiều đối tượng người xem khác nhau và chính sự giải trí đó cũng đã vô tình mang đến cho Internet vô số những bộ meme vô cùng nổi tiếng và tiêu biểu trong số đó có thể kể đến chính là Không phải anh đâu anh bạn, hẹn gặp lại ngày khác nhé. Nhưng mà thưa các bạn, bộ meme mà chúng tôi đang muốn giới thiệu có lẽ là các bạn cũng đã phần nào đoán ra được rồi, đó chính là Finally, a worthy opponent. Our battle will be legendary. Là một câu thoại nổi tiếng của nhân vật phản diện chính Tai Lung trong Kung Fu Panda, tác phẩm phim hoạt hình nổi tiếng của DreamWorks được ra mắt vào năm 2008, là bộ meme có thâm niên khá là cao trên Internet đó và lịch sử của nó cũng vô cùng thú vị và có phần khác biệt so với phần còn lại. Vào những năm 2016 thì Worthy Opponents đã được sử dụng khá phổ biến trong cộng đồng những người nổi tiếng Tây Ban Nha và khi họ sử dụng nó để tạo ra những bộ meme sơ khai theo hơi hướng reaction. Vào tháng 11 năm 2016 thì phiên bản tiếng Anh đầu tiên của bộ meme này xuất hiện trên 9gag, một diễn đàn chuyên dành cho đăng tải những hình ảnh châm biếm cũng như là tính chất thời sự. Chính sự xuất hiện này mà cho đến khoảng đầu năm 2019 thì bộ meme này đã len lỏi ở trên Reddit và nó đã nhận được rất nhiều sự chú ý và dần trở nên vô cùng nổi tiếng tại đây. Một ví dụ tiêu biểu có thể kể đến chính là vào ngày 6 tháng 2 năm 2019 thì một tài khoản Reddit mang tên là Bramuiska đã đăng tải hình ảnh này trên subreddit History Memes với dòng chủ thích khi những người lính nước Áo nhìn thấy những người lính nước Áo nhằm bông đùa về cuộc nội chiến của đất nước này vào những năm Thế chiến thứ hai. Chính sự kết hợp vô cùng độc đáo này đã đem về cho bài post 14.200 lượt upvote chỉ trong vòng có 6 ngày thôi. Mọi chuyện sau đó có lẽ là ai cũng đã rõ rồi. Từ những đầu năm 2019 đến giữa năm 2020, bộ meme đã vô cùng thành công và được phổ biến rộng rãi. Công lớn nhất cũng một phần là nhờ vào sự thân thuộc và gần gũi mà bộ phim Kung Fu Panda đã đem đến cho người xem. Không hiểu tại sao tôi lại cứ thấy câu nói này lẫn nhân vật nó cứ quen quen thế nào ấy nhỉ? Finally, a worthy opponent. Our battle will be legendary. Lại là một ứng cử viên cho hạng mục là có thể bạn đã vô tình nhìn thấy ở đâu đó nhưng lại không thực sự biết ra mắt nguồn từ đâu. Epic Handshake hay Predator Handshake là một phân cảnh vô cùng đáng nhớ được trích từ tác phẩm hành động khoa học viễn tưởng Predator, ra mắt vào năm 1987. Cụ thể là nhân vật Dutch thủ vai bởi nam tài tử Arnold Schwarzenegger khi đã vô tình gặp lại người bạn cũ của mình là Dylan thủ vai bởi nam diễn viên Carl Weathers đã vô cùng phấn chấn và cất lên một lời chào thân thương và trìu mến. Dylan! You son of a bitch! Và đi kèm với đó tất nhiên là một cú bắt tay siêu to khổng lồ vô cùng thơm ngon bổ dưỡng cho cả chị em phụ nữ lân cánh mày râu. Và với một phân cảnh vô cùng độc đáo như thế này thì thật khó để các meme gia có thể để yên vị tại chỗ mà bỏ qua cho được. Vào ngày 6 tháng 9 năm 2012, một người sử dụng mạng xã hội với hình ảnh Flicked mang tên là Miloslav Von Randa đã cho đăng tải một hình ảnh vẽ lại khoảnh khắc ấy bằng phấn. Chất lượng của bức tranh vô cùng đẹp, tỉ mỉ và chi tiết, vô tình khiến cho nó trở nên đậm chất sử thi và epic. Và cũng chính nhờ chất sử thi epic này mà sự sáng tạo bất tận của Internet cuối cùng cũng đã được kích thích. Vào ngày 14 tháng 5 năm 2018, một người dùng mạng xã hội Twitter mang tên Mitchie Such
đã cho đăng tải hình ảnh này với dòng tiêu đề mà tôi không tiện dịch ra trong video này. Hình ảnh này mang về cho Mitchie Search 3.500 lượt retweet và 14.000 lượt like chỉ trong vòng 5 tháng, đồng thời là gián tiếp tạo ra một bộ meme vô cùng sáng tạo và hay ho. Sau đó đã có vô số các biến thể của bộ meme này dần đã xuất hiện trên vô số các trang mạng xã hội khác nhau, thậm chí là kể cả trên TikTok, một mạng xã hội video theo hướng tưởng chừng như là chẳng liên quan gì cũng đã có một biến thể chất rất riêng cho mình. Vào cuối tháng 4 năm 2019 thì những người dùng TikTok đã dần tạo ra những video sở hữu nội dung tương tự ở bên trên. Và như các bạn đã biết rồi đấy, TikTok luôn được coi là thước đo để đánh giá độ mainstream của một chủ đề nào đó. Và kể từ đây thì mỗi khi qua đó muốn tạo ra một meme nói về sự đồng lòng của hai bộ phận khác biệt nhưng lại sở hữu một mục tiêu chung thì cú bắt tay về huyền thoại này chắc chắn là một sự lựa chọn rất đáng để cân nhắc đấy. Trong số các bạn mà đang xem video này thì có lẽ là ai cũng đã từng xem Star Wars ít nhất một lần rồi, có phải không nào? Và một trong số những thương hiệu toàn cầu nổi tiếng và thành công bậc nhất mọi thời đại trong lịch sử điện ảnh, Star Wars, như vào những năm 70 đến đầu thập niên 2000 thì có thể là hoàn toàn so sánh với vũ trụ điện ảnh Marvel tại thời điểm hiện tại, nếu như xét về độ nổi tiếng, phủ sóng và thành công. Và cũng tương tự như Marvel, Star Wars cũng đã sản sinh ra không ít những bộ meme vô cùng hài hước và độc đáo bắt nguồn từ câu thoại kinh điển của mình. Và một trong số chúng chính là... được trích xuất từ tác phẩm Star Wars Episode 3 Revenge of the Sith ra mắt vào năm 2005. Một phân cảnh bắt nguồn từ trường đoạn cao trào của phim khi mà hai thầy trò cũng như hai người bạn thân thiết là Obi-Wan Kenobi và Anakin Skywalker đã quay sang đối đầu lẫn nhau. Thế nhưng giữa một phân đoạn cao trào và căng thẳng như thế, câu thoại trên của Obi-Wan lại vô cùng ngớ ngẩn và nực cười đến nỗi mà nó đã truyền cảm hứng cho vô số những câu đùa, bộ meme hay là các phương tiện truyền thông khác nhau. Một trong những biến thể đầu tiên xuất hiện chính là một bộ webcomic theo chủ đề Lego được đăng tải trên website Irregular Webcomic vào ngày 24 tháng 2 năm 2006. Tuy còn sơ khai nhưng bộ webcomic này đã phần nào đó đã nêu được tinh thần của bộ meme mà chúng ta đang bàn đến vào ngày hôm nay. Để rồi phân đoạn này chính thức trở thành meme vào ngày 9 tháng 11 năm 2009 khi một người dùng mang tên là Bartimus đã sử dụng website Modifake, một website chuyên tạo ra những bộ ảnh motivation, tức là một bộ ảnh truyền động lực, giả tạo. Đã đăng tải một hình ảnh được chế từ phân đoạn này với dòng tiêu đề là You've Lost, tức là bạn đã thua cuộc, kèm một đoạn chú thích nhỏ vô cùng hài hước ở phía bên dưới nữa. Chính sự sơ khai ban đầu này đã thu hút sự chú ý của những người sử dụng 4chan, những người vốn luôn tìm kiếm những nguyên liệu làm meme trên mọi ngóc ngách của Internet. Và chính câu nói I have the higher ground đã trở thành một câu cửa miệng vô cùng nổi tiếng trên TV board của 4chan. Nhưng thứ thực sự đã mang bộ meme này đi ra ánh sáng chính là chương trình truyền hình nổi tiếng của Adult Swim mang tên Robot Chicken. Chương trình chuyên nhại lại và thực hiện các phân đoạn parody của những thương hiệu, franchise nổi tiếng dưới dạng stop motion. Kể từ đây, vô số bài đăng, vô số hình ảnh đã xuất hiện trên các trang mạng xã hội như Reddit, Twitter, Facebook hay thậm chí là Instagram, vô tình khiến cho bộ meme này trở thành một trong những bộ meme được sử dụng nhiều nhất từ trước đến nay. Và trước khi kết thúc video, chúng mình sẽ mời các bạn chiêm ngưỡng những bộ meme xoay quanh bức hình này nhé. Enjoy! Và thông tin ở trên cũng đã kết thúc số meme trong phim ngày hôm nay của chúng mình. Các bạn có những ấn tượng ra sao với những bộ meme được liệt kê trong danh sách này? Đâu là những bộ meme mà bạn mong muốn sẽ được góp mặt trong những số video tiếp theo của chúng mình? Đừng ngần ngại để lại suy nghĩ của bản thân ở dưới phần bình luận của video nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những số meme trong phim trong tương lai.